cha con đi biển thường gặp mấy chú bộ đội. Con cũng rất vui khi được tham gia sinh hoạt với chú bộ đội. Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở các đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam của Tổ quốc như thế này, có lẽ kỷ niệm đẹp của các em đều gắn với biển đảo quê hương và tình quân dân. Ông bà, cha mẹ các em bao đời nay đã dựa vào biển để sinh sống, và tình quân dân cũng giúp họ yên tâm hơn để bám biển. Tôi thấy cái tình quân dân rất là gắn bó. Thấy mà tàu của hải quân hay là tàu của biên phòng dùng đó, về cái cảng này nè, trời ơi, dân chúng người ta vui lắm. Rồi tự động kêu réo, rồi có cái gì người ta giúp đỡ được những cái tàu cập cảng, tàu hải quân hay tàu biên phòng gì đó, thì bà con ở đây cũng cảm thấy rất là vui. Khu vực vùng biển Tây Nam của Tổ quốc có hơn 150 đảo, quần đảo lớn nhỏ liên kết với nhau, trở thành những căn cứ tiền tiêu chiến lược vô cùng quan trọng. Tình cảm, sự hiện diện của quân và dân gắn với biển cả là cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Ở đây cũng dựa vào những sự quan tâm của đảng, của chính quyền, địa phương, đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên địa bàn ở đây. Nói chung là dân cần thì quân ta sẽ ủng hộ. Trong quân chủng hải quân triển khai một nội dung là hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đây là một nội dung hết sức là hiệu quả. Chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện cái chương trình là hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân để hỗ trợ cho các cháu ăn học đến hết năm cấp 3, tức là 18 tuổi. Sau đó thì cũng thông qua đó là nhằm tuyên truyền giúp đỡ cho bà con, đồng thời cũng là tuyên truyền để chúng ta nâng cao cái hiệu quả công tác đánh bắt cho nó đúng. Những ngày này, hương vị Tết cũng đã hiện diện trên khắp các đảo tiền tiêu. Những chuyến tàu đông đầy tình cảm người dân đất liền gửi ra đảo cũng tấp nập rộn ràng hơn. Mỗi người một tay, chung sức, chung lòng, mong quân dân trên đảo đón một cái Tết ấm cúng. Những nồi bánh chưng của một mùa xuân mới cũng đã được đỏ lửa. Và tình quân dân lại càng thêm thắm thiết